Câu thứ năm, Phật tử hỏi A Di Đà Phật: Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi tại sao trong đạo Phật đã ăn chay rồi mà vẫn làm các món giả mặn ạ? Con cảm ơn thầy. Cái này nó xuất phát từ Phật giáo Đài Loan. Ăn chay rồi vẫn làm các món giả mặn xuất phát từ Phật giáo Đài Loan và Phật giáo Trung Quốc. Ngày xưa các cụ chúng ta ăn chay, tức là các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni của Việt Nam chúng ta ngày xưa ăn chay á, ăn rất đơn giản. Cái rau thế nào thì làm như thế thôi, ví dụ lau rau thì luộc lên, hoặc là mình có làm chay á, thì chỉ làm cái gì? Nó rất là đơn giản, không có giống như là nào là thịt gà, nào là thịt cá, nào là thịt bò, thịt trâu, thịt dê, vân vân. Thậm chí bây giờ chúng ta thấy là có những hàng quán chay còn làm gì, làm cả cái con lợn quay, làm cả con lợn quay luôn, con lợn to như cái con lợn 30 40 cân luôn, bê cúng cả con lợn chay 30 40 cân như vậy, hoặc làm cả con gà như là con gà thật luôn để đem đi chặt ra sau. Còn bình thường là làm bán cái nửa gà vân vân đó. Thì cái này nó xuất phát từ những cái nhu cầu xã hội. Nhu cầu xã hội làm sao? Đó là con người ta thì gọi là cái tâm, cái tâm, cái tập khí ấy, nó còn chưa dứt. Cho nên là tuy là đến chùa rồi hoặc là đi chùa rồi, nghe thầy tổ, nghe Phật bảo ăn chay, nghe thầy tổ bảo ăn chay thì có công đức, cũng muốn ăn chay thì có công đức. Nhưng mà vì là cái tập khí nó quen, hàng ngày vẫn muốn ăn những cái đó cho nên nó quen, cho nên vẫn còn ăn. Cho nên ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân ngài nói là cứ cái gì có hình thù của con vật, đồ chay nào mà có hình thù con vật hay là có tên gọi gì, ví dụ như là thịt bò chẳng hạn, có tên gọi như là gì, heo lát chẳng hạn, vân vân, là cụ không có ăn. Đó. Có nghĩa là đụng đến thì đến hình thù của con vật đó, con gà hay là con cá, hoặc có thể tên để cái tên gọi như vậy là cụ cũng không không dùng. Và cụ cũng nói là người ăn chay thì không nên, đã ăn chay rồi thì không nên để cái tâm để nghĩ tới cái vấn đề đó nữa, đã bỏ thì bỏ hết. Nhưng mà đây thì Phật giáo chúng ta thì cũng mới cái này chỉ khoảng độ tầm 20 30 năm nay thôi, còn trước đó thì không có đâu. Đầu tiên là gì, có giò chay rồi chả chay. Đấy, khoảng độ tầm 20 25 năm về trước thì đầu tiên chỉ có giò chay và chả chay. Dần dần thì đến có cá thu chay. Sau đó thì đến cá rô chay, rồi đến tôm chay, rồi đến mực chay, rồi bây giờ rồi là gà chay, rồi thì lợn quay, vân vân, đủ các thứ. Đó. Nhưng lúc đầu xuất phát từ đồ chay của nhờ Đài Loan nhập vào Việt Nam chúng ta khoảng 25 30 năm trước chỉ có giò chay và chả chay. Để thay cho cái giò cái chả. À, thế dần dần cứ thế nó phát sinh ra và cho đến bây giờ chúng ta thấy ở ngoài đời có loại loài gì, cái loại thịt gì mà nó mốt nhất ở trên thị trường bây giờ thì ăn chay chúng ta thì cũng làm cái đấy. Đấy gọi là chạy theo thị trường. Chúng tôi biết là đấy, có Hòa thượng Tịnh Không ngài cũng đả phá cái vấn đề chạy theo thị trường như thế. Hòa thượng nói là người ăn chay chúng ta cũng không nên là tầm cầu và ăn những cái loại đó. Và tôi mấy năm nay thì những cái loại đó thì còn hình thù như thế tôi cũng không ăn. Chỉ ăn thì ăn rau thôi, rau luộc, rau xào, và làm những cái mà các sư ở trong chùa bằng chính cái thực phẩm mà ở trong chùa các sư tạo nên thì ăn. Còn cái đồ đó mang lên thì lại gần như lại sẽ mang xuống. À, mang lên lại mang xuống, gần như là không ăn những cái đồ đồ đó, đặc biệt nếu còn hình hài là không có ăn. À, hình hài, ví dụ như hình hài của cái thịt gà chẳng hạn, hoặc là con cá rô chẳng hạn, vân vân, hình hài như thế là không có ăn, hay là con tôm chẳng hạn, không ăn. 2 3 năm nay là không ăn những cái đó nữa. Vì chúng ta thấy mà chúng ta ăn mà tâm chúng ta thì miệng thì ăn chay mà tâm chúng ta còn chưa dứt được cái tập khí đó, như thế thì cũng không tốt. Cho nên chúng ta hãy bỏ dần dần đi. Đó. Thì cái này thì cũng nói cái này nó tế nhị trong cuộc sống, nó tế nhị lắm. Thôi chúng ta thì cũng không có đi đả phá mọi người, mà mang cái họa cái khẩu nghiệp và chuốc cái khẩu nghiệp vào thân. Các tùy duyên, Đức Phật bảo rằng xuất hiện ở trên cuộc đời này thì cốt nhìn lỗi của mình, đừng nhìn lỗi của người thì mình mới tu được.
Còn học Phật mà chúng ta suốt ngày nhìn lỗi của người là nguy đấy. Bởi vì cái thế giới bây giờ nó càng ngày càng động loạn, chúng sinh càng ngày càng cang cường khó độ, chính pháp với tà pháp nó lẫn lộn rất khó để phân biệt. Chúng ta cốt làm sao đó thì giữ được cái tâm mình là nó bình an, vô sự. Theo lời Phật dạy là thôi cứ từ bi hỷ xả, dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật để giải trừ tất cả những cái mắt thấy tai nghe chướng tai gai mắt. Cái gì nó vướng lên chúng ta cũng A Di Đà Phật, phải Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Như thế thì để cho nó hoan hỷ đi. Cho nên chúng ta thấy là ở trong nhà Phật bây giờ đấy có làm mấy chú tiểu nhỏ á, các chú ấy lấy tay che mắt để là gì, tức là không nhìn lỗi của người, lấy tay che mắt như thế này, tức là không nhìn lỗi của người, hướng tâm vào trong nhìn lỗi của mình, và lấy tay che miệng như thế này, có nghĩa là không nói lỗi của người. Vì người đời bây giờ nếu chúng ta tìm cái lỗi á, bới lông tìm vết á, thì cả cuộc đời này chúng ta bới chúng ta tìm á, bắt mãi cũng không thể hết được. Cho nên các cụ, các tổ mới làm gì? Làm cái tay chú tiểu, làm cái tay như thế này, có nghĩa là bảo chúng ta thì yên lặng, tịnh khẩu nghiệp để tu, giữ tâm ở trong thân, giữ thân ở trong tâm, hai cái hòa quyện vào nhau thì mà tu. Chứ đừng có hướng ngoại, đừng có nói lỗi của người làm gì, vân vân. Đó thì cái đấy là cái có cái lời khuyên trả lời câu thứ 5 Phật tử như vậy. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.